Dạ vâng, thì trước khi đi thì vì Shark Tank đã đầu tư cho chúng con nên chúng con có một món quà nhỏ nhỏ. Okay. Chúng, đó chính là một chiếc túi bất kỳ các trường có thể chọn. Con xin chúc mừng sinh nhật Shark Bình và Shark Tệ Lâm. Con cũng muốn gửi gắm một chiếc túi đến hai Shark. Shark Bình muốn chọn túi nào ạ? Shark Bình chắc là chọn cái túi đó luôn vì có biết là có người đeo rồi. Ủa gì vậy? Đấy, chọn túi đấy luôn. Đấy luôn. Rồi chọn cái này nè. Rồi chọn cái này nè. Đấy, cái túi to ấy. Chọn. Shark Bình chắc là chọn cái túi đó luôn. Về vợ đi chợ. Về vợ đi chợ. Tại sao lại sống như thế? Tại sao? Tại vì chị thích mèo nên là chị rất là... Ok, chị cảm ơn em nhiều nha. Đừng là laptop này, đừng là MacBook nè. Đang cần.